Kính thưa các thầy chủ tọa đoàn, các quý thầy cô, bạn đồng nghiệp. Hôm nay thì được cho phép của Hội Hô hấp Việt Nam thì em xin phép được trình bày với chủ đề tăng đông và COVID-19, trong đó nó chủ yếu về chẩn đoán và điều trị. Thì như chúng ta đã biết thì với đại dịch hiện nay, bệnh lý và liên quan đến rối loạn đông cầm máu là rất là nặng nề. Và bài này xin phép được trình bày ba vấn đề chính. Thứ nhất là cập nhật cơ chế rối loạn đông cầm máu do COVID-19. Thứ hai là những cái biểu hiện tình trạng tăng đông trên lâm sàng cũng như là xét nghiệm và theo dõi cái tình trạng tăng đông như thế nào. Thứ ba là điều trị tăng đông ở bệnh nhân COVID-19. Về vấn đề thứ nhất, về cơ chế đông cầm máu ở bệnh nhân mắc COVID-19 thì có thể tóm tắt theo hai con đường chính. Thứ nhất là cơ chế do virus xâm nhập vào tế bào nội mô. Thứ hai là cái cơ chế mà sau khi mà xâm nhập vào cơ thể sẽ hoạt hóa các hệ thống tế bào viêm, trong đó chủ yếu là bạch cầu đơn nhân và bạch cầu đoạn trung tính. Thì với cơ chế xâm nhập vào tế bào nội mạc thì chúng ta đã biết là khi một cơ thể bình thường thì cái hoạt động của cái enzyme ACE2 thì hoạt động bình thường thì sẽ làm cho cái nồng độ của cái chất angiotensin 2 giảm và như vậy là giữ được cái cân bằng của hệ thống đông cầm máu. Nhưng khi mà virus vào cơ thể xâm nhập vào tế bào nội mô thông qua cái enzyme này thì sẽ làm cho bất hoạt cái hoạt động của cái enzyme ACE2 và như vậy sẽ làm tăng cái nồng độ của enzyme hoạt động của cái angiotensin 2 và như vậy thì sẽ làm mất cái cân bằng của hệ thống đông cầm máu theo hướng tăng đông là do tăng cái nồng độ của yếu tố hoạt ức chế hoạt hóa plasminogen là PAI, trong đó chủ yếu là PA1. Và hậu quả như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ giảm quá trình tiêu sợi huyết và tăng cái PAI. Thứ hai là bên cạnh đó thì nó sẽ tăng cái yếu tố von Willebrand và như vậy gây ngưng tập tiểu cầu và đồng thời là thu hút các cái loại tế bào viêm. Đây là cơ chế chính liên quan đến virus, trực tiếp đến virus xâm nhập vào cơ thể. Cơ chế thứ hai là hoạt hóa hệ thống các tế bào viêm. Thì khi virus xâm nhập vào cơ thể sẽ hoạt hóa đầu tiên là các cái hệ thống đại thực bào mono và các tế bào này sẽ tiếp tục hoạt hóa và gây tổn thương tế bào nội mạc. Đồng thời, cái sự xâm nhập của virus sẽ thu hút các cái loại tế bào khác như bạch cầu đoạn trung tính và sự xuất hiện của tất cả các loại tế bào này sẽ giải phóng ra các cái interleukin. Và cái hậu quả của cái việc giải phóng interleukin này với số lượng lớn thì sẽ tạo thành cơn bão cytokine. Và như vậy nó tiếp tục tổn thương các tế bào nội mô, mình gọi là tế bào nội mạc. Bên cạnh đó thì có thể hoạt hóa một cái con đường gọi là netosis là của bạch cầu đoạn trung tính. Và cái hoạt hóa hệ thống này thì càng làm cái rối loạn đông cầm máu cũng như là hoạt hóa các tế bào khác và gây giải phóng các cytokine mạnh hơn và liên quan đến giữa rối loạn đông cầm máu và hoạt hóa các tế bào viêm. Đồng thời, cái việc mà virus vào cơ thể thì có thể hoạt hóa hệ thống một thể theo cả ba con đường và cuối cùng cái hậu quả cuối cùng ấy là cũng gây ra cái tổn thương các tế bào nội mô và mất cân bằng của cơ chế đông cầm máu. Như vậy tóm lại là khi virus vào cơ thể thì với hai cơ chế chính ở trên thì có thể gây ra một chuỗi các cái phản ứng mình cứ gọi là miễn dịch để dẫn đến rối loạn đông cầm máu. Và như vậy thì cơ chế đông cầm máu của bệnh nhân ở bệnh nhân SARS-CoV-2 này gồm hai cơ chế như tôi vừa nói ở trên. Và trên đây là hình ảnh minh họa cái cơ chế rối loạn đông cầm máu này. Thứ nhất là virus vào thì sẽ gây tổn thương tế bào vào tế bào nội mạc và gây tổn thương tế bào nội mạc và sẽ hoạt hóa hệ thống đông cầm máu.
Thứ hai là virus thì vào sẽ hoạt hóa các cái loại tế bào hệ thống mô đun tự bào và cơ đoạn trung tính và giải phóng các cytokine, và chính cái cytokine này cũng gây ra tổn thương các cái tế bào nội mạc. Với hai cơ chế này thì sẽ dẫn đến thì thu hút các loại bạch cầu khác và hoạt hóa hệ thống đông của máu và thu hút tiểu cầu, và hậu quả là tạo ra một cái huyết khối mà dòng tiểu cầu. Cái hậu quả này ở giai đoạn đầu mới tổn thương tại phổi thì chủ yếu là tổn thương tại chỗ, và tổn thương theo cái mô hình mà rối loạn đông máu gần đây được các hiệp hội công nhận, tổn thương gây tắc cả trước phế nang, tức là các vi mạch trước phế nang, tại phế nang và các cái mạch sau phế nang, cũng như có thể tổn thương gây bít tắc ở các động mạch phế quản. Và chính cái cơ chế này làm cho cái việc mà mặc dù chúng ta có thể sử dụng với nồng độ oxy cao vào phế nang nhưng mà chưa chắc đã có thể trao đổi được khí do tắc cả trước tại chỗ phế nang và sau phế nang. Với cái cơ chế đông máu, loạn đông máu như vậy thì giai đoạn đầu chúng ta thấy rằng là cái tổn thương tại chỗ thì sẽ gây huyết khối tại chỗ, và khi mà diễn tiến mở rộng cùng với quá trình viêm và nhiễm trùng thì nó tạo ra một vòng xoắn bệnh lý tổn thương tế bào nội mô kết hợp với các cái phản ứng viêm mà sản xuất cytokine của cơ thể, và hậu quả đấy, là gây rối loạn đông cầu máu lan rộng và mất kiểm soát, dẫn đến có thể hình thành huyết khối ở các nơi khác ngoài phổi, huyết khối lớn cả động mạch và tĩnh mạch, và hậu quả có thể gây suy đa tạng. Với cơ chế rối loạn đông máu như vậy thì cái biểu hiện chủ yếu trên lâm sàng là tăng đông. Thì với tổn thương ban đầu thì có thể huyết khối là vi mạch ở tại phổi, tại thận và các vi mạch ở chi, và chúng ta nhìn thấy đây là có cái đặc trưng ban đầu thấy là bàn chân COVID, là một cái tắc mạch ở các vi mạch nhỏ và gây hậu quả là có thể hoại tử. Với cơ chế mà cụ thể là hoạt hóa đông cầu máu, hoạt hóa bạch cầu và tổn thương nội mạc như tôi nói ở trên. Cái thứ hai là khi huyết khối lan rộng thì có thể gây huyết khối tĩnh mạch, và khối tĩnh mạch này có thể xuất hiện là các huyết khối tĩnh mạch sâu thuyên tắc phổi, và cho đến nay thì người ta thấy rằng là có khoảng 1 phần 3 bệnh nhân nằm ở trong các khoa ICU có thể các huyết khối như thế. Và cái cơ chế mà huyết khối tĩnh mạch ấy, thì cụ thể hơn thì người ta thấy rằng là bệnh nhân mà tăng nồng độ fibrinogen, tăng nồng độ yếu tố 8, tăng hoạt hóa cái yếu tố đông máu khác và tương tác giữa tiểu cầu với cái hàng rào mạch máu, đồng thời có thể xuất hiện các huyết khối động mạch, thì thường gặp nhất là biểu hiện đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Thì tỷ lệ này gặp khoảng 1,6% ở bệnh nhân mà đột quỵ và khoảng 8,9% ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Với cơ chế huyết khối động mạch là xuất hiện của kháng thể kháng polyp hoạt hóa tiểu cầu và tăng fibrinogen. Bên cạnh các cái biểu hiện huyết khối từ tại chỗ cho đến lan rộng ra các huyết khối lớn hơn ở tĩnh mạch cũng như động mạch, thì trong biểu hiện lâm sàng ở các bệnh nhân rối loạn đông máu trong COVID có thể gặp các biểu hiện khác như biểu hiện DIC, HIT là giảm tiểu cầu do heparin, là giảm thứ ba là giảm tiểu cầu huyết khối, cái thứ tư là có thể giảm tiểu cầu đơn thuần, và cuối cùng là có thể chảy máu tạng. Đây là các biểu hiện rối loạn đông máu mà khi diễn tiến nặng thì có thể gặp, hoặc là khi chúng ta hậu quả quá trình điều trị. Các cái biểu hiện tăng đông trên lâm sàng có thể nguy cơ cao hơn ở những cái bệnh nhân, và người ta đã tổng kết thứ nhất là các bệnh nhân lớn tuổi, các bệnh nhân mà nằm bất động, các bệnh nhân béo phì, và nam giới thì nhiều hơn nữ giới và có bệnh nền, và cái bệnh nhân mà có các cái bất thường khác về đông máu. Thì đây là những cái yếu tố làm tăng nguy cơ huyết khối. Trên thế giới thì cũng có rất nhiều cái nghiên cứu về cái đặc điểm huyết khối ở cái bệnh nhân mà mắc COVID.
Và có một nghiên cứu, người ta tổng kết các nghiên cứu ở các nước khác nhau, ở các cái trung tâm khác nhau, và người ta thấy rằng là như tôi trình bày ở trên trên màn hình, thì người ta thấy là các cái loại huyết khối gặp tỷ lệ khá cao, là từ từ 15% cho đến tới 33%, và ở các bệnh nhân mà ICU thì tỷ lệ gặp huyết khối là cao hơn ở các bệnh nhân ở nằm các đơn vị khác. Với các cái biểu hiện huyết khối ở bệnh nhân COVID thì chúng ta cần làm xét nghiệm gì? Thì và các thầy với các thầy cô và các quý đồng nghiệp, thì cho đến nay thì ta chủ yếu theo dõi các xét nghiệm cơ bản ở đây ấy, là theo dõi về số lượng tiểu cầu trong cái xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi. Thứ hai là xét nghiệm PT, APT và fibrinogen. Và cái thứ ba là xét nghiệm D-dimer. Đây là một cái xét nghiệm rất là quan trọng để người ta đánh giá cái tình trạng tăng đông cũng như là theo dõi điều trị tăng đông. Thì đây trong bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, COVID-19 thì các xét nghiệm này là cần thiết cho việc mà chúng ta chẩn đoán cũng như là theo dõi điều trị bệnh nhân. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng các cái xét nghiệm khác. Đối với xét nghiệm Rotem thì đây là một cái xét nghiệm mà có thể giúp cho cái việc mà khi mà bệnh nhân có cái chảy máu lớn và cần phải truyền cái lượng là bao nhiêu và loại gì, thì chúng ta có thể thực hiện xét nghiệm Rotem này để chúng ta có quyết định cái việc sử dụng các cái chế phẩm cho phù hợp. Ngoài ra có thể làm thêm các cái xét nghiệm khác. Tuy nhiên như tôi nói ở trên, chủ yếu là xét nghiệm đường máu cơ bản. Với các xét nghiệm cần thiết khác khi lâm sàng cũng như là các cái yếu tố về khác như chẩn đoán hình ảnh mà cần phải chẩn đoán các cái huyết khối khác, thì chúng ta có thể tuân theo các cái guideline hướng dẫn quốc tế. Thì ở đây là các loại huyết khối mà lớn mà tĩnh mạch sâu hoặc là phổi hoặc là các bệnh lý khác như DIC, TTP, HIT, thì chúng ta tuân theo các cái guideline hướng dẫn của quốc tế. Nhưng tuy nhiên ở đây tôi chỉ nói thêm, đối với DIC ở bệnh nhân SARS-CoV-2 so với DIC kinh điển thì chúng ta thấy ở đây là fibrinogen và D-dimer tăng, và đặc biệt là D-dimer tăng rất là cao. Trong khi đó xét nghiệm PT, APT có thể kéo dài hoặc là không, và đặc biệt là thêm là cái marker viêm tăng rất cao. Chính vì vậy người ta phải sử dụng cái thang điểm của Hiệp hội Đông máu quốc tế, nhưng mà dựa vào ở bệnh nhân có nhiễm khuẩn để chúng ta có thể chẩn đoán sớm DIC. Khi chúng ta chẩn đoán và điều trị thì cần có cái xét nghiệm theo dõi. Thì với các biểu hiện tùy các bệnh lý mà chúng ta đang điều trị thì chúng ta theo dõi xét nghiệm gì? Thì thứ nhất là cái xét nghiệm cơ bản như tôi nói ở trên, gồm có đông máu cơ bản, D-dimer và số lượng tiểu cầu. Cái thứ hai là Rotem trong trường hợp mà mất máu số lượng lớn cần truyền thế nào. Cái thứ ba là xét nghiệm Anti-MA để theo dõi điều trị heparin và Sorrento. Cái thứ tư là nếu nghĩ đến HIT là giảm tiểu cầu số heparin thì lưu ý là phải làm sớm cái xét nghiệm kháng thể kháng HIT để chúng ta có chẩn đoán và chuyển thuốc cho phù hợp. Với các biểu hiện lâm sàng ở bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 chủ yếu là một cái tình trạng tăng đông, thì cái việc điều trị tăng đông ở bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 cũng khác so với các bệnh lý tăng đông khác. Thì ở đây có một số cái câu hỏi mà trong quá trình điều trị mà chúng ta cần thiết phải trả lời là nó khác ở chỗ nào. Cái thứ nhất là cái việc chúng ta điều trị tăng đông thì mình lựa chọn thuốc nào là phù hợp. Cái thứ hai là chúng ta bắt đầu điều trị thuốc chống đông khi nào. Thứ ba là cái liều điều trị chống đông như thế nào phù hợp. Thì ba câu hỏi này là ba câu hỏi rất là lớn trong quá trình chúng ta điều trị tăng đông ở bệnh nhân COVID-19. Và ba câu hỏi này cũng là ba cái câu hỏi mà các nghiên cứu khác nhau thì cho ra cái kết quả khác nhau.
Nhưng tuy nhiên, cho đến cái thời điểm hiện tại thì chúng tôi dựa trên các cái nghiên cứu quốc tế cũng như là các cái hướng dẫn điều trị quốc tế và cho thấy rằng chúng tôi sẽ phân tích là như thế nào là phù hợp. Thì thứ nhất là lựa chọn thuốc chống đông nào. Thì chúng ta đã biết là đối với thuốc chống đông thì tạm có thể chia thành 3 nhóm. Thứ nhất là cái nhóm mà chúng ta dùng là heparin ấy. Heparin trọng trọng lượng phân tử cao hay gọi là heparin tiêu chuẩn và heparin trọng lượng thấp. Thì đối với cái thuốc chống đông này thì chúng ta thấy rằng là thuốc ức chế trực tiếp các cái yếu tố liên quan đến mà liên quan đến yếu tố 2 và yếu tố 10A. Cái thứ hai là cái nhóm mà yếu tố dùng chống đông trực tiếp là yếu tố 10A là cái nhóm mà như rivaroxaban. Cái nhóm thứ ba là cái nhóm mà chống đông trực tiếp là yếu tố 2A. Cái 2A. Thì đối với ba cái nhóm này thì trong cái điều trị ở bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 thì ta lựa chọn thuốc nào? Xin lỗi là cái heparin là gián tiếp là chống đông, còn hai thuốc kia là trực tiếp. Thế thì đối với bệnh nhân mà COVID-19 thì chúng ta ưu tiên các cái thuốc mà có thời gian phân hủy ngắn, dễ dàng quản lý và ít hoặc là không tương tác với các thuốc điều trị khác. Và thứ ba, thứ tư là có hoạt tính chống viêm. Thì ở đây là heparin là gồm có heparin tiêu chuẩn và heparin trọng lượng thấp thì đạt được cái tiêu chí đó cũng như là có tham gia vào cái hoạt động chống viêm. Ở đây là một cái chức năng, một cái ghi nhận mới về heparin. Còn đối với các cái thuốc khác là thuốc loác thì cái khó khăn hiện tại là một là giá thành rất là cao. Thứ hai là có thể ảnh hưởng đến các xét nghiệm đông máu thường quy khác. Thứ ba là nếu như mà có quá liều thì cái thuốc đối kháng nếu có thì giá thành rất là đắt. Và thì đối với bệnh nhân mà cần sử dụng chống đông ở bệnh nhân SARS-CoV-2 thì với cái phân tích ở trên thì các nghiên cứu và các này hướng dẫn trên thế giới thì cũng cho thấy điều đó là như tôi trình bày trên trên màn hình. Thì với các hiệp hội khác nhau trên thế giới thì cũng cho thấy rằng là các cái thuốc thì ta dùng ưu tiên là heparin. Trong đó trong heparin thì ta ưu tiên sử dụng heparin trọng lượng thấp hơn là heparin tiêu chuẩn. Và có một số các cái nghiên cứu thì chúng ta cho thấy rằng là người ta sử dụng heparin trọng lượng thấp và cái fludarabine thì hơn là heparin tiêu chuẩn. Như vậy, việc mà chúng ta điều trị chống đông ở bệnh nhân COVID thì sẽ ưu tiên sử dụng heparin hơn là các DOAC. Còn các DOAC thì các cái hướng dẫn cho thấy rằng nó phù hợp với các cái bệnh nhân mà không cần theo dõi hay là bệnh nhân ra viện trong một trường hợp nhất định nào đó. Câu hỏi thứ hai là điều trị chống đông khi nào? Thì ở đây thì với các cái nghiên cứu cũng như là các hướng dẫn mà dựa trên các nghiên cứu thực tế và người ta đưa ra khuyến cáo là sử dụng thuốc chống đông sớm và dựa trên cái gì để chúng ta có thể sử dụng thuốc chống đông sớm được thì dựa trên biểu hiện lâm sàng hoặc là xét nghiệm. Thế thì các cái hướng dẫn ở trên thế giới thì cho thấy rằng là với các nghiên cứu và người ta thấy là hầu hết các bệnh nhân khi nhập viện kể cả là không nguy kịch mà không có chỉ định chống lại cái việc chúng ta dùng chống đông
thì người ta đã sử dụng chống đông. Tuy nhiên các nghiên cứu, các hướng dẫn này nó sẽ khác nhau ở các nước khác nhau, bởi vì cái chỉ định nhập viện nó cũng khác nhau. Cho nên là ở đây tôi chỉ nhấn mạnh một cái điều là chúng ta phải sử dụng chống đông sớm, và các cái hướng dẫn quốc tế ở các nước khác nhau thì cũng cho thấy rằng là cần sử dụng chống đông sớm, ngay cả khi mà bệnh nhân mà chưa có cái biểu hiện lâm sàng nặng hoặc là nguy kịch. Thế thì cái việc điều trị chống đông sớm thì có ba cái loại liều mà chúng ta có thể áp dụng. Thứ nhất là đối với liều dự phòng, thứ hai là liều dự phòng tăng cường, và thứ ba là liều điều trị. Thế thì với các cái liều khác nhau mà chúng ta sử dụng như thế nào là cho nó phù hợp? Thế thì trên thế giới hiện nay và các cái nghiên cứu cho thấy rằng đang tranh luận chủ yếu tập trung vào cái việc mà chúng ta điều trị cái liều dự phòng mà chuyển sang liều điều trị mà để sớm thì nó như thế nào là phù hợp. Thứ hai là cái nhóm bệnh nhân nguy kịch ấy, thì có rất nhiều các nghiên cứu thì cho rằng là ta dùng liều dự phòng là phù hợp hơn là liều điều trị. Nhưng tuy nhiên thì tôi cũng sẽ phân tích là như thế nào là ta hiểu rõ là liều dự phòng hay liều điều trị ở bệnh nhân nhóm nguy kịch. Thì dựa vào đặc điểm lâm sàng thì chúng ta thấy là với liều dự phòng hoặc liều điều trị thì liều dự phòng dựa vào ở bệnh nhân mà có thể nhẹ trên lâm sàng. Thứ nhẹ thì bệnh nhân có bệnh nền béo phì, tăng huyết áp, tiểu đường, ung thư, tiền sử huyết khối hoặc là nằm một chỗ ngân liệt hoặc mổ lớn trong vòng 3 tháng. Thứ hai là phụ nữ có thai. Đối với cái thể trung bình thì ta dùng cái liều dự phòng tăng cường. Cái tiếp nữa là đối với cái điểm mà modify improve từ 2 đến 3 thì chúng ta đã sử dụng cái liều dự phòng. Thì đây là các cái đặc điểm về lâm sàng chúng ta có thể dựa vào để chúng ta quyết định sử dụng liều dự phòng. Cái thứ hai là điều trị thì ở những bệnh nhân mà theo phân loại là bệnh nhân nặng hoặc là điểm modify improve trên 4, lớn hoặc bằng 4 hoặc là thể trung bình, nếu như có xét nghiệm theo dõi điều trị thì chúng ta cũng khuyên là chuyển liều điều trị sớm. Và trong trường hợp mà không có xét nghiệm theo dõi thì chúng ta sử dụng cái liều dự phòng tăng cường. Còn đối với thể bệnh nguy kịch thì chúng ta hiểu rõ ở đây là ở bệnh nhân nguy kịch, ngoài cái cơ chế rối loạn đông cầm máu do nhiễm SARS-CoV-2 thì bệnh nhân có thể rối loạn đông cầm máu do các bệnh lý khác là hậu quả, ví dụ như nhiễm khuẩn, ví dụ chúng ta phải sử dụng các cái biện pháp can thiệp như ECMO. Thế thì cái mục đích cuối cùng của cái việc chúng ta sử dụng chống đông là đạt được liều điều trị. Thế thì khi bệnh nhân mà có kèm theo các loại đông máu thì chúng ta chỉ cần cái liều điều trị tương đương liều dự phòng thì đã đạt liều điều trị. Vì như vậy thì chúng ta hiểu rằng là liều dự phòng ở đây ấy, là mục đích nó vẫn đạt liều điều trị để giải quyết các vấn đề khác do cái đoạn đông máu khác kèm theo hoặc là do việc chúng ta sử dụng các cái biện pháp can thiệp như ECMO. Như vậy thì chúng ta hiểu ở bệnh nhân nguy kịch chúng ta dùng chống đông là đạt liều điều trị và cái liều đấy có thể tương đương liều dự phòng. Khuyến cáo tiếp là sử dụng trên các xét nghiệm, và khi trong các cái điều kiện mà chúng ta có thể làm được các loại xét nghiệm thì chúng ta có thể sử dụng các xét nghiệm như tôi trình bày bảng trên, và với các cái điều kiện này thì cái liều dự phòng cũng rất là sớm và chuyển liều điều trị cũng rất là sớm. Tôi xin phép được ví dụ có hai nghiên cứu mà ta thấy rằng là với cái liều điều trị thì nó có hiệu quả như thế nào so với liều dự phòng. Thì ở cái nghiên cứu này thì có 257 bệnh nhân và đủ tiêu chuẩn, và người ta chia làm hai nhóm thì tất kết quả là dùng heparin tổng hợp thấp với liều điều trị thì giảm tỷ lệ huyết khối và tử vong so với dùng heparin liều tiêu chuẩn, liều dự phòng. Cái thứ hai là không làm tăng nguy cơ chảy máu. Thế còn một nghiên cứu gần đây nhất thì cũng cho thấy ở trên 465 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn được chia làm hai nhóm thì
nhóm liều điều trị và nhóm liều dự phòng thì mặc dù kết cục không thay đổi, nhưng những bệnh nhân mà dùng heparin liều điều trị thì giảm tỷ lệ tử vong ngày 28 so với dùng heparin liều dự phòng và không làm tăng nguy cơ chảy máu. Và như vậy chúng ta hiểu rằng là đối với các bệnh nhân mà nhiễm SARS-CoV-2 thì khi mà ta điều trị chống đông thì lưu ý là chúng ta điều trị chống đông sớm, chuyển liều điều trị sớm và cũng phải đạt liều điều trị sớm thì cái hiệu quả chúng ta điều trị mới đạt được cái như mong muốn. Và cái liều dự phòng thì dựa trên khuyến cáo và hiện tại với cái hướng dẫn mới nhất của Việt Nam chúng ta cũng theo hướng dẫn này thì chúng ta có thể nhìn trên màn hình. Đây là liều dự phòng. Rồi thứ hai là liều điều trị. Thì chúng ta cũng đang đi theo cái hướng dẫn này. Đối với các xét nghiệm mà khi chúng ta điều trị thì chúng ta cần phải theo dõi thì tôi lưu ý ở đây ấy, thì đối với heparin lượng phân tử cao hay là heparin tiêu chuẩn thì người ta vẫn ưu tiên sử dụng anti-MA để theo dõi hơn là theo dõi bằng ABT. Nhưng tuy nhiên nếu chúng ta không có anti-MA chúng ta cũng hoàn toàn theo dõi được bằng ABT. Còn theo dõi bằng anti-MA nó tốt hơn, lý do là người ta sẽ kiểm soát được liều tốt hơn do cái tình trạng đông máu ở bệnh nhân này, có thể khi mà dùng ABT có thể chưa đạt được liều hoặc là quá liều mà chúng ta không biết. Đối với các bệnh nhân mà sau xuất viện thì có hai lưu ý. Thứ nhất là dự phòng huyết khối ở bệnh nhân mà có ít nguy cơ chảy máu thì đây là các cái nhóm nguy cơ thấp và nguy cơ cao huyết khối. Và nhóm thứ hai là ta điều trị huyết khối vì thời gian là từ 3-6 tháng, còn cái nhóm dự phòng từ 2 đến 6 tuần. Và cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh một cái việc chúng ta điều trị ở bệnh nhân mà SARS-CoV-2 thì là cái hậu quả của việc điều trị heparin đấy là giảm tiểu cầu dưới heparin. Thì đây là một cái biến chứng rất là nặng nếu gặp ở bệnh nhân mà chúng ta dùng heparin. Thế thì cái cơ chế của họ của cái bệnh này là do cái kháng thể kháng phức hợp heparin và yếu tố 4 tiểu cầu và gây ra một cái tình trạng nó có thể tăng đông và hậu quả là hoạt hóa đông máu gây huyết khối và có thể cuối cùng là chảy máu và bệnh nhân tử vong. Và chính vì vậy khi mà nghi ngờ HIT chúng ta nên làm xét nghiệm để xác định kháng thể HIT và dựa vào 4T lâm sàng và ngay lập tức tăng ngừng heparin và chuyển cái loại chống đông khác. Mà trong này thực tế chúng ta các khác thì ở Việt Nam ta thì không có cái đường 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 truyền mà chủ yếu là đường uống và không truyền tiểu cầu. Thì đây tôi nhấn mạnh vì là trong thực tế ở bệnh nhân mà nhiễm SARS-CoV-2 thì chúng ta đã gặp một lượng lớn, một lượng cũng không phải là ít các cái bệnh nhân mà giảm tiểu cầu heparin mà chúng ta không để ý thì bệnh nhân hậu quả là có thể tắc cái màng ECMO sớm và bệnh nhân cuối cùng là chảy máu tử vong. Tóm lại cái đoạn đông cầu máu ở bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 cho đến nay là với cơ chế tổn thương các tế bào nội mạc, hoạt hóa tế bào viêm và cuối cùng là kích hoạt hệ thống đông cầu máu để tạo huyết khối là tại chỗ và sau đó là lan toàn thân. Và biểu hiện lâm sàng là các huyết khối đầu tiên là vi mạch và sau đó là có thể xuất hiện các huyết khối lớn là tĩnh mạch, động mạch. Và các xét nghiệm cần làm thì các xét nghiệm chủ yếu là xét nghiệm cơ bản và trong đó có xét nghiệm Dynamic là rất quan trọng trong cái việc chúng ta chẩn đoán và theo dõi điều trị huyết khối. Về điều trị thì điều trị dự phòng và điều trị cái liều điều trị là rất là quan trọng trong cái việc mà chúng ta quyết định thực hiện điều trị chống đông. Thì xin lưu ý, một là chúng ta sử dụng chống đông sớm. Thứ hai là chuyển liều điều trị từ dự phòng sang liều điều trị sớm. Thứ ba là khi chúng ta chuyển liều điều trị thì sớm đạt được những liều điều trị và như vậy thì cái việc điều trị chống đông mới có hiệu quả. Xin cảm ơn các thầy cô.
chủ tọa đoàn cũng như quý đồng nghiệp thì tôi xin phép bài trình bày của tôi lên hết.